chào tất cả các bạn. Thì chiều hôm nay á, nước dưới sông á, đang chuẩn bị nước lớn, chuẩn bị nước đứng á. Thì mình có ông anh á, anh tên là anh Nhiên. Anh có rủ mình đi giăng lưới mấy bạn. Mình sẽ đi giăng lưới. Thì ở vùng quê của mình á, thì có bắt toàn đồ đồng vậy đó. Thì cũng bắt tới dưới sông. Thì hôm nay á, thì người dân mình đây mình giăng lưới làm sao mình sẽ quay lại cho các bạn tham khảo, cho các bạn trải nghiệm nha. Rồi các bạn theo mình ha. Đây là anh Tư Nhiên. Rồi hôm nay nào giăng lưới anh Nhiên? Ồ. Rồi đi thôi. Dạo này cá nhiều không anh Nhiên? Ồ, sông lớn các bạn ơi. Dạo này giăng lưới dính cá gì nhiều anh Nhiên? Đợi, đợi hai xà lan này qua rồi mình giăng. Đây lưới nè các bạn. Chơi lưới hạng nặng nha. Được 7 phân. Mình đánh bắt cá to các bạn ơi. Chứ cá nhỏ để cho nó lớn lên nữa. Chứ bắt cá nhỏ rồi. Thì ở quê mình á, thì từ đầu năm tới giờ á, thì bị nước mặn nó xâm nhập mọi người. Bây giờ cá nó cũng cá mà ở quê mình là nước ngọt mà nước mặn xâm nhập, cho nên cá một phần nó cũng đi theo dòng nước á, đi theo nước ngọt á, rồi cũng ít lắm mọi người ơi, ít lắm. Nên thì hôm nay thì, nước nói chung là cũng đỡ mặn rồi, nên anh em thử đi giăng thử có không mọi người. Thì mọi người cùng theo anh em mình trải nghiệm thử cái giăng lưới ở miền Tây coi có khác sao nha mọi người. Trời ơi. Trời ơi, xà lan tổ chản quá anh em mình, nhỏ bé quá anh Nhiên. Anh Nhiên ơi, anh em mình sao nhỏ bé quá anh Nhiên. Rồi. Ủa mình không có cầm cây ha anh Nhiên. Thank you.
đợi tới chừng nào mình mới thăm anh Nhiên. Xong rồi đó. Vậy là đợi cá đâm vô lưới, giật giật phao là mình ra mình gửi thôi. Trời, đơn giản vậy. Đơn giản. Vui lắm. Chúng mình đi theo dòng nước luôn hả anh Nhiên? Định nha. Để cái phao á giật bật bật lùm á. Dạ rồi. Thấy không? Đâu đâu. Đó đó, đúng rồi mọi người ơi, cái phao nó nhịp nhịp mọi người. Đấy 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 đấy. À, có thể là sẽ hai con mọi người. Đấy đấy. Quá hay quá hay. Ồ gì mà còn nhỏ đó anh Nhiên. Đây chuyến loại phẩm đầu tiên nha mọi người. Anh Tư nói thường thường là hay dính một cặp lắm chứ không có dính một con. Nhưng mà nay sao không lẽ mình xui dính một con ta. Các bạn thấy đã không? Rồi 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 nữa rồi mọi người ơi. Giật phao nữa rồi. Đó 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 đây 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 đây. Lọt nữa anh tên Nhiên. Rồi 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 coi dính này dính mọi người thấy không mọi người. Ờ xuống đây. Trời ơi hai em rồi. Hai em. Đó 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 mọi người nó còn nhịp nhịp kìa. Ê ơi rồi rồi cái rảnh. Ô con ơi rồi rồi. Coi chừng anh Nhiên ơi. Từ từ anh Nhiên ơi. Lớn mà lưới có một màn à. Cái này làm gì ăn không anh Nhiên? Đâu ba em. Canh chua. Chả phải khô út trà nhức mắt. Thấy gì không? Đây, trời trời trời. Dễ ăn không? Dễ ăn không? Ở quê mình chim trời cá nước anh Nhiên. Xong rồi, rồi bốn em tung tăng nha. Ờ mọi người ơi lại dính nữa rồi. Cái này bự ha anh Nhiên. Thí dụ nếu nó dính là bự đúng không? Nó đó rồi rồi trời nó nhịp xuống luôn kìa mọi người. Cá sấy mới bự. Cá sấy mới bự, cá sấy về kể mới bự. Đó, nó chìm xuống luôn mọi người.
À là mình phải phân từ từ thôi. Người đâu rồi? Người đâu rồi? Em đâu rồi? Em đang đây nè. Rồi, ôi trời, em này bự hơn mấy em kia nha. Ui. Trời ơi. Ê, trời. Kéo. Con này còn bự hơn nữa nè. Ủa sao lúc kè cá này nhiều anh Nhiên? Chạy nước hay gì? Đi có đợt. Còn mình chứ này mình hên. Trời ơi, dính nữa mọi người ơi. Cách lưới không? Ôi con này bự quá trời bự mọi người ơi. Buổi chiều mình ở đây nay giăng lưới á mọi người, nay có ca sĩ phục vụ nữa. Mọi người chắc cứ nghe tiếng nhạc rồi đúng không? Chung là giờ chiều nay mà bao nhiêu cá này thôi là bữa cơm gia đình miền Tây là thôi rồi, dính cá nữa mọi người. Rần. Chung là ở miền Tây sông nước thì cá rồi là dưới sông rồi thì nó cũng tương đối là nhiều, nó cũng dưới phần nó cũng tùy theo gấp phần tùy theo mùa nữa, chứ không phải lúc nào cũng nhiều. Hôm bữa hổm ngày hổm nước mặn là thôi không có gì luôn mọi người. Rồi thôi bây giờ mình tiếp tục mình đi ra mình thăm mọi người ơi. Nó kỳ nặng đó. Rồi nữa hình làm như nó nhịp mấy cái đầu tiên rồi mà mình không là không lại gỡ là nó quậy hết nổi gì á anh Nhiên ơi, nó quậy hết nổi là mình hết thấy nó nhịp đó. Rồi dính nữa rồi mọi người ơi. Liên tục luôn rồi mọi người ơi. Trời ơi. Ôi giời. Cái hả? Biết được cá luôn. Cá đực bắn tùng ra. Trời ơi. Ôi quá trời rồi. Thôi. Ôi mình có khán giả luôn mọi người. Đâu? Hả? Đâu? Đây. Hả? Trời ơi, khổng lồ. Ấy coi. Trời ơi. Cay quá. Thấy camera vừa quay tới luôn.
anh làm cái ập mà nó rớt đó. Rồi rồi tiếp tục mọi người ơi, nãy giờ đó. Trời ơi nó luồn lách kìa anh Nhiên ơi. Wow, à, nó dính cái đuôi, dính cái đuôi thôi. Trời ơi, gì vậy, miếng tôm cháy. Thôi hôm nay anh em mình trúng mùa mọi người ơi. Coi chừng nghe anh nha, nãy con bự cho bá rớt mất tiêu đó anh ơi. Trời trời, gì vậy? Trời em đốm nồng em ru vậy? Đợi cái lai cam mà luôn hả? Đó đó. Cây hả? Ẻm im gu luôn. Ôi trời là cờ. Dù này chắc mốt chắc kêu Nhiên mà Thánh bắt cá quá. Ồ, một cặp nhưng mà nó nhỏ chắc sao nó rớt á. Chuyên nghiệp đi chứ. Các bạn thấy chuyên nghiệp chứ các bạn. Ui. Rồi, thôi thì nói chung là anh em mình cũng trúng mùa lắm rồi. Thôi giờ mình cuốn lưới mình về thôi bạn ơi. Về thôi mọi người ơi, cũng xế rồi. Rồi, giờ thì cũng xế chiều rồi. Thôi thì anh em mình cuốn lưới về. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn hãy cho mình xin một lượt đăng ký, một like nha mọi người, để tạo động lực cho mình được làm những video trải nghiệm tiếp theo và động lực hơn. Xin chào tất cả mọi người nha.